À, bây giờ làm phở ăn này. Rồi, ngon chưa? Rồi, phải chạy ra tiệm. Ở đây là đâu muốn đi ăn tô phở ra ngoài tiệm, chẳng có tiệm ăn. Tô phở đã chưa? Sáng sớm có tô phở ngon chưa? Này. Có đuôi bò này. Cái này là tủy thịt tái. Phở bánh lớn luôn này. Cũng bánh tươi lớn luôn. Có thể gần nè. Rồi, rau vào đây. Mấy cái tô màu trắng trắng được rồi đó. Mấy cái tô lùn rồi đang chụp ghé rồi rồi. Rau thơm này, từ thứ bảy rau này. Rau ngò, rau húng quế, đầy đủ hết. Rồi, ngon quá, ăn nhé. Đây, đồ đạc xếp vô bắt đầu sửa soạn đi về đây. Bây giờ là 2 giờ trưa, chủ nhật. Về tới nhà là chắc cũng khoảng 6 giờ tối. Rồi, lên đường hành quân. Rồi, go. Lên xe đi bố. Ở đó đây, khoan. Biết nữa. Rồi, thôi, bây giờ giã biệt Moses Lake nhé. Coi như ở đây một tối rồi. Một tối 2 ngày. Bây giờ trên đường đi và... đi về lại đây. Bây giờ đi ra ngoài vẫn còn ở trong thành phố Moses Lake. Đây 2 ngày 1 đêm mà không thấy một người cảnh sát nào luôn. Ở đây chắc không có cảnh sát mà. Chứ đâu thấy ai đâu. Đây này, Lake này. Moses Lake này. Cái Lake này nó dài vô cùng. Đây là biếng đăng lên. Đây là cái park hôm qua lúc mà mới tới mình vào đây. Đây cái park này đây. Đây này cái công viên ở đây đúng rồi. Bây giờ là trên đường đi về nhá. Coi như là ngủ lại một tối, ở một ngày, 2 ngày, 1 đêm. Bây giờ trên đường về là chạy chắc cũng phải 3 tiếng. Hành trình này là về tới nhà chắc phải 6 giờ rưỡi. Rồi, đẹp chưa? Thấy trên này gọi là scenic view. Mình có thể ở đây mình ngắm cái hồ của Moses Lake. Đó, hồ Moses á. Ở dưới này này. Chạy xe thì không thấy. Nhưng mà chú có tới bắt đầu mới thấy. Đẹp chưa? Cái cảnh đẹp quá này. Giống y hệt bên Cali vậy. Đường 2 chiều. Đây, sắp tới này, còn một mile nữa. Scenic view. Đây, tới đây thì mình có thể nhìn thấy hồ rõ hơn này.
xem được view rồi. Ông thì ông cứ để tự động mà ông cứ chạy hai vị kia. Ờ quên để tự động nhỉ. Đẹp chưa? Sao ông chúng chạy xe bố đi hết tới đây rồi hay lắm. Trời đi đường thấy không? Ông chúng có chạy xe của bố đi tới đây luôn hay không? Ông chúng xin tiki để tách. Đó, đây là cái hồ này, cái lake này, Moses Lake, nó dài lắm. Đi bộ ra ngoài nhỉ? Đó, nó có cái lối để mình đi ra ngoài này. À, nhưng mà đám nhà lẻ này. Vì bố rồi. Khôi nghe. Lan Anh bỏ chung. Đây là cái chỗ mà để ngắm cảnh trên đường về lại Seattle. À, đẹp chưa?
giờ đang vào cái giấc 3 giờ chiều cho nên nắng gắt. Đó, cái hồ này rất là dài luôn. Hồ này là hồ Moses Lake, là hồ gọi là hồ Moses đấy. Cái thành phố này gọi là thành phố Moses Lake, có nghĩa là thành phố hồ ông Moses, hồ Moses. Cái này cảnh rất là đẹp luôn. Mà nếu mà muốn quay cái cảnh đẹp hơn nữa mình phải ra tận cái mé luôn á. Ra ngoài mé này mới đầu mình quay nó mới đẹp. Đó, nhìn xuống cái thung lũng này. Càng đi càng xa này. Trời đất ơi. Wow, ngay cái chỗ này luôn này. Chỗ này mà chưa xuống một phát là sao đi luôn á. Cái cát này. Không dám ra xa nữa. Ra xa nữa chụt một phát là chết luôn đó, trượt một phát là thôi đi luôn đó. Này rất là sâu luôn á. Hiu. Ngồi đây cũng thấy sợ thế. Nó bị sáng cái này.
in a sonic view. Rồi, thôi, xong rồi. Đấy. Thôi giờ đi, mình đi về lại Seattle. Còn Lan Anh với Bảo Trung thì ở lại Moses Lake. Bye. Bye Bảo Bảo. Bye. Bảo Trung. Rồi rồi, bye bye, bye Lan Anh. Bye Bảo Trung nhá. Bye, thank you. Rồi, thôi đừng ai nữa đi. Trên đường về Seattle thì mình ghé vô cái chỗ nghỉ ngơi. Đây, chỗ này là rest area. Mình nghỉ ngơi đây rồi bắt đầu mình ngắm mấy cây quạt gió này, mấy cây làm năng lượng này. Nhiều lắm, mấy trăm cây. Mình chạy chắc khoảng cả chục cây số, phải tới 10 miles là độc cái cây, những cái cây quạt này không à, nằm ở ven ven đường rất là nhiều.